Tôi vừa nghe các em học sinh lớp 12D01 hát một cái bài mà tôi rất yêu quý và yêu thích, và hình như tôi cảm tưởng giọng hát của Lưu Phước Thịnh lại được lặp lại. Hôm qua, năm qua đã làm gì hả? Giờ là lúc nhìn lại. Vâng, thưa các thầy cô, các em học sinh của các bác phụ huynh, có lẽ con người muốn trưởng thành thì ai cũng phải công nhận là phải dựa vào học vấn, chứ không thể nào chỉ dựa vào cái số tiền tài của cải, thậm chí là nhiều, của bố mẹ mang lại. Mình cần phải có đầy đủ sức mạnh về trí lực và tinh thần để vươn lên trong cuộc sống, để làm sao cho cuộc sống của chúng ta có chất lượng hơn và hưởng một nền giáo dục cao hơn. Trường Đại học Di Tử của chúng ta trong 20 năm qua thành công là dựa vào việc chúng ta chăm sóc học sinh theo những yêu cầu luôn luôn vươn lên trong cuộc sống và trong học tập của các em học sinh. Nhưng hình như còn thiếu một cái mảng, đó là ngoài giờ học buổi sáng buổi chiều ở trên lớp, các em học sinh vẫn còn có nhu cầu học thêm vào những giờ còn lại, trong đó đặc biệt là buổi tối. Vậy thì nhà trường rất ủng hộ và hoan nghênh mọi hình thức để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu của các em học sinh. Ngoài ra trường rất có nhu cầu là làm sao cho các thầy cô có thể quảng bá cách thức giảng dạy, truyền thụ kiến thức của mình cho các đối tượng học sinh ngoài, trong đó đặc biệt là các em học sinh 9 vào 10, đó là những ứng viên tương lai trở thành học sinh của nhà trường. Và chính vì lẽ đó, Trung tâm Văn hóa Ký Đức ra đời là đáp ứng nhu cầu của đông đảo phụ huynh học sinh và xã hội, cũng như là giúp cho các loại hình giảng dạy và học tập của hệ thống giáo dục Đào Duy Từ trở nên phong phú hơn. Và đúng là giờ là lúc nhìn lại một năm rất thành công, nhưng tôi nghĩ sẽ còn thành công hơn nữa khi mà trong năm tới chúng ta có thêm nhiều loại hình, thêm nhiều những điểm mới trong quá trình hình thành và phát triển của hệ thống giáo dục Đào Duy Từ. Và chính vì vậy, tôi chúc cho năm 2024 là năm rất thành công của chúng ta, của hệ thống giáo dục Đào Duy Từ nói chung, trong đó có Trung tâm Văn hóa Ký Đức nói riêng. Và nhân dịp năm mới, chúc sức khỏe các em học sinh, các quý vị phụ huynh với thầy cô giáo và gia đình. Đồng thời, hy vọng rằng trong năm tới, chúng ta sẽ cùng nhau làm được nhiều việc hơn trên con đường phát triển sự nghiệp cao quý, đó là sự nghiệp giáo dục, giảng dạy và học tập. Xin chân cảm ơn.